Các bạn khán giả truyền hình thân mến, đây là những hình ảnh vô cùng sôi động tại sân vận động Olympic Phnom Penh. Đội chủ nhà U22 Campuchia bắt đầu hành trình giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 32 bằng cuộc đối đầu với U22 Timor-Leste. 50.000 chỗ ngồi đã được phủ kín. Người đeo băng thủ quân vẫn là Sieng Chanthia, niềm hy vọng số 1 trên hàng công của các cầu thủ U22 Campuchia. Còn đây là đội hình ra sân của U22 Timor-Leste. Người đeo băng thủ quân là tiền vệ John Oliveira. Như vậy là trọng tài Jamali đã nổi hơi còi để bắt đầu hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Campuchia và Timor-Leste. Vừa rồi là của đội trưởng John Oliveira. Một tình huống cướp bóng thành công, cơ hội để mở tỷ số. Zidane, vào! Cú sút là của Lin Pisot. Ngay phút thứ 3 của trận đấu thì các cầu thủ Campuchia đã có cơ hội để vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Một tình huống sửa lòng vào góc xa, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc. Đó là tình huống mà Olaga Xavier đã có một pha xử lý vô cùng chủ quan. Rất tập trung. Lin Pisot, không vào. Một tình huống bứt tốc đến từ Portela. Quả người thành công, Portela, không vào. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của cầu thủ Timor-Leste. Một khoảnh khắc mà Portela đã có thể vượt qua được sự truy cản của Taim Bunchai. Góc sút là tương đối hẹp. Đang chỉ huy hàng rào. Lin Pisot. Đó là một đường truyền tâm thấp. Chanthia. Vẫn đang Chanthia. Cơ hội dứt điểm. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Campuchia. Một sự vỡ hòa. Một sự vỡ hòa của 50.000 cổ động viên có mặt tại sân vận động Olympic. Người đã mang tới niềm vui đó là tiền vệ trung tâm Chu Sinh Ti. Thì Chu Sinh Ti với một cú dứt điểm quyết đoán đã giúp cho cầu thủ Campuchia vươn lên dẫn trước 1-0. Hãy nhìn lại cái cách mà Lin Pisot phối hợp với Sieng Chanthia. Số lượng cầu thủ phòng ngự của Timor-Leste là rất đông, nhưng họ đã quá tập trung vào Sieng Chanthia. Một cú sút rất quyết đoán. Chưa sống mèo. Cơ hội dứt điểm thứ hai. Chú xin đi. Xâm nhập vào cấm dứt điểm. 2-0. Cú đúp dành cho Chu Sinh Ti. Vẫn là một cú sút chéo góc, nhưng bàn thắng này còn ấn tượng hơn rất nhiều so với bàn thắng đầu tiên của số 5 bên phía U22 Campuchia. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một màn bứt tốc ấn tượng của Chu Sinh Ti, và sau đó là một cú sút chéo góc. Tốc độ của trái bóng là quá nhanh, và có vẻ như bóng đã chạm vào chân một cầu thủ bên phía Timor-Leste. Cú sút không vào. Đó là cú sút đầu tiên của Bosco Hale kể từ đầu trận đấu. Ở trong hiệp 2 thì hậu vệ cánh phải của Timor-Leste đã lên tham gia hỗ trợ tấn công nhiều hơn. Một cú sút đầy quyết đoán của Bosco Hale. Có những đường chuyền phiêu lưu. Và đây là một pha bóng sai lầm đến từ hàng phòng ngự của Campuchia. Liệu bóng đã chạm tay của Bellingham ở bên ngoài vòng cấm hay chưa? Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này. Cú sút xa. Bóng vẫn còn. Cơ hội dứt điểm. Có vẻ như đó là một đường chuyền
chứ không phải là một cú dứt điểm thẳng đến từ Mota. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Chính xác đó là một đường chuyền của Mota, nhưng nó đã sửa lưng đội trưởng John Oliveira khi tiếp cận khung thành của Reading hẹn. Cơ hội dành cho Campuchia. Dứt điểm. Không có bàn thắng thứ ba. Người vừa sở hữu cơ hội gần nhất của đội chủ nhà. Cú sút chéo góc. Mario Quintao. Dứt điểm. Vẫn là một sự bọc lót tốt của đội chủ nhà. Và giờ là phản công. Nora. Vẫn đang là Nora. Thực hiện đường chuyền. Cơ hội đối mặt đây rồi. Liệu có bàn thắng thứ ba hay không? 3-0 cho các cầu thủ U22 Campuchia. Cần phải dành lời khen cho tình huống bứt tốc của Leng Nora. Một màn phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Một đường chọc khe thuận lợi. Và sau đó là tình huống qua người của Rotana. Một tình huống đẩy bóng vừa đủ để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi thực hiện một cú dứt điểm lạnh lùng vào góc gần để đánh bại thủ môn Da Silva. Một màn ăn mừng không có lỗi đến từ đội chủ nhà. Tiếp tục là một tình huống bứt tốc rất hay của Rotana. Cơ hội để lập cú đúp. Và đường chuyền 4-0. Bây giờ có thể khẳng định mọi thứ đã chấm hết với Timor-Leste. Đó là sai lầm đến từ John Oliveira, người đeo bằng thủ quân của Timor-Leste. Một đường chuyền quá mạo hiểm về cho đồng đội. Rotana đã vượt qua được sự truy cản của Correa. Và sau đó anh đã có một đường chuyền ngang để cho Lim Pisot có thể dứt điểm vào khung thành trống. Đường lệch cánh hợp lý của Lim Pisot. Nora dứt điểm, không vào. Khi anh đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để có thể thực hiện một tình huống cản phá. Bóng đã chạm vào vai của Da Silva. Tiếp tục là một đường treo bóng. Đánh vào, không vào. Và tiếng còi của trọng tài Jamali đã cất lên. Các cầu thủ U22 Campuchia đã có màn khởi động tại SEA Games 32 một cách đầy thuyết phục.